Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, căng thẳng bãi tư chính, lòng yêu nước của người dân Việt bị lợi dụng và phản bội. Hôm 15 tháng 7 năm 2019, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng lần thứ 3 lên tiếng chỉ trong vòng chưa đến 10 ngày để phản đối Trung Quốc vi phạm chủ quyền biển và khẳng định sẽ kiên quyết kiên trì bảo vệ chủ quyền, đồng thời tiết lộ đã trao công hàm yêu cầu nước này phải rút ngay tàu Hải Dương 8 ra khỏi vùng biển của Việt Nam. Từ khoảng giữa tháng 6 và đầu tháng 7 đến nay, Trung Quốc đã điều tàu Hải Dương 8 cùng các tàu hải cảnh vào khu vực Bắc Bãi Tư Chính và trong Bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam quấy nhiễu hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam. Từ sau tuyên bố hôm thứ Hai, ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Ngoại giao, báo chí nhà nước được thoải mái đưa tin về sự kiện này. Hàng loạt các bài báo phân tích, bình luận được đăng tải mỗi ngày chỉ trích hành động gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông. Mạng báo VTC có bài 45 năm Trung Quốc leo thang dã tâm chiếm trọn Biển Đông, điểm lại toàn bộ những sự kiện Trung Quốc đã tấn công vùng biển Việt Nam từ năm 1974 đến nay. Vietnamnet có tít bài trước khi sửa chữa là huy động toàn dân để bảo vệ chủ quyền và phẩm giá của dân tộc. Không những chỉ thẳng Trung Quốc, những bài viết này sử dụng từ ngữ mạnh mẽ như dã tâm, xâm chiếm, tham vọng bành trướng nhằm khơi dậy tinh thần chống Trung Quốc của người Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra căng thẳng trong quan hệ Việt Nam và Trung Quốc liên quan đến tranh chấp chủ quyền Biển Đông trong những năm qua. Tuy nhiên, khác với các năm 2007, 2011, 2012, 2014, lần này người ta không thấy những cuộc biểu tình rầm rộ chống Trung Quốc biểu lộ lòng yêu nước của đông đảo người dân Việt Nam. Lý giải về hiện tượng vắng bóng các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, nhà hoạt động Nguyễn Lân Thắng, thành viên của đội bóng đá Noju FC, chủ trương chống đường lưỡi bò mà Bắc Kinh tự ý vẽ ra trên Biển Đông nhận định, xin trích. Thực ra bây giờ các bài báo đó không có tác dụng và ảnh hưởng lớn đến phong trào biểu tình chống Trung Quốc và các tổ chức xã hội dân sự nữa, bởi vì từ trước đến nay đã có rất nhiều cuộc xuống đường nhưng người tham gia cảm thấy uất ức là bởi vì lòng yêu nước của họ bị lợi dụng, thậm chí là bị phản bội. Rất nhiều người bị đàn áp, bị đánh đập hoặc thậm chí là đi tù. Gần như 100% ý kiến những người hoạt động liên quan đến các hoạt động chống Trung Quốc hay đường lưỡi bò có cùng một ý kiến chung với nhau là bây giờ mọi việc đã như thế thì cứ để cho đảng và nhà nước lo trước đã. Chúng ta đã có lịch sử 1.000 năm Bắc thuộc nhưng vẫn giành lại được độc lập. Nhưng trong bối cảnh nhập nhèm như bây giờ, nhân dân bảo vệ tổ quốc mà chính phủ lại đi đêm với Trung Quốc. Người dân đang rất quan tâm cần sự minh bạch, trắng đen rõ ràng các đường lối chính sách của nhà nước trong tình hình thực tại, hết trích. Bà Bùi Thị Minh Hằng, người từng rất nhiều lần tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc trong năm 2011 trước khi bị nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội bắt giữ, đưa đi cải tạo với thời hạn 5 tháng, khẳng định bà sẽ không xuống đường dù có được chính quyền bật đèn xanh. Xin trích, bản thân tôi đã nhiều lần bị bắt bớ cho nên bây giờ tôi xác định sẽ không xuống đường theo lời kêu gọi của nhà cầm quyền. Lần này khi Trung Quốc có hành động xâm lược ở Bãi Tư Chính, trong khi bà Ngân, Chủ tịch Quốc hội lại đang thăm viếng Trung Quốc. Vì thế, người dân nghi ngờ rằng đây là một màn kịch. Những lần trước, nhà cầm quyền Việt Nam hoàn toàn không hề có một động thái gì để bảo vệ chủ quyền đất nước cả. Họ không cần người dân, cũng không vận động quốc tế, cũng không đưa Trung Quốc ra tòa giống như một số nước khác đã làm. Những hành động đó của nhà cầm quyền Việt Nam cho thấy việc kêu gọi người dân bảo vệ chủ quyền đất nước chỉ là một sự mị dân lừa gạt mà thôi. Hết trích. Một người dân ở Sài Gòn giấu tên có quan tâm đến tình hình đất nước cũng khẳng định với phóng viên rằng yêu nước không phải là theo thời vụ. Xin trích. Yêu nước thì phải rõ ràng chứ không phải theo kiểu thời vụ lúc này lúc khác. Yêu nước không cần phải bị định hướng hay không phải hỏi bất cứ ai. Tôi thấy mặc dù ban tuyên giáo hay báo đảng đã bật đèn xanh hô hào sự xuống đường, tuy họ không nói trực tiếp nhưng có ý như vậy. Nhưng người dân Việt Nam đã đủ tỉnh táo để hiểu rằng yêu nước là vô điều kiện, không cần ai cho phép, không cần ai bật đèn xanh, khi nào thấy cần thiết thì tự khắc xuống đường. Hết trích. Từ
năm 2007 đến nay đã có ít nhất hàng chục người dân bị tòa án Cộng sản Việt Nam ghép các tội trạng khác nhau vì tham gia phản đối Trung Quốc trên mạng xã hội hoặc trực tiếp xuống đường biểu tình. Năm 2008, nhà văn Phạm Thanh Nghiên bị bắt giữ và tuyên án 4 năm tù giam khi đang tọa kháng tại nhà với hai biểu ngữ yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội có thái độ cứng rắn với Trung Cộng lấn chiếm Trường Sa và Hoàng Sa. Cách đây 5 năm, một số người tham gia biểu tình chống vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan HD981 trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam cũng bị lực lượng mặc áo thanh niên xung phong ở thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ và đánh đập. Trả lời cho câu hỏi làm cách nào để chính quyền hiện nay có thể lấy huy động được sức dân nhằm chống lại sự bành trướng của Trung Quốc, người dân Sài Gòn không nêu tên bày tỏ xin trích. Lúc trước, chính quyền coi những người biểu tình là những người bị xúi dục, phản động, gây rối. Tuy nhiên đến giai đoạn này thì họ dường như lại cần cái sự phá rối đó. Nếu họ thật tâm, thật lòng muốn người dân thể hiện sự phản đối chính quyền Bắc Kinh, họ phải làm một điều gì đấy như thả những người bị bắt vì tham gia biểu tình. Họ phải hành động để cho người dân tin tưởng người dân đâu phải là con rối trong tay chính quyền. Ông Nguyễn Lân Thắng, một nhà hoạt động thường chụp ảnh các cuộc biểu tình chống Trung Quốc đưa ra các giải pháp, xin trích. Điều đầu tiên là đất nước này cần phải có sự dân chủ hóa, phải thay đổi hiến pháp, phải loại bỏ điều 4 hiến pháp và các điều chẳng hạn như các luật đất đai và lực lượng quân đội phải tách ra khỏi sự chỉ huy của Đảng Cộng sản. Ngoài ra còn rất nhiều việc khác mà tôi tin trong thời gian sớm thì nhà nước chưa thể làm ngay được. Ví dụ như thả các tù nhân lương tâm, những người lên tiếng chống bất công trong xã hội, những người biểu tình chống Trung Quốc và những người có khác biệt về quan điểm chính trị đã bị bắt giam. Nếu nhà nước dám dũng cảm thay đổi để hòa giải với nhân dân thì tôi tin là sự tha thứ cũng như rộng lượng của người dân ngay lập tức sẽ thay đổi tất cả. Hết thích. Theo thống kê của Ân xá Quốc tế, Việt Nam hiện vẫn còn giữ ít nhất khoảng 128 tù nhân lương tâm. Rất nhiều người trong số này bị bắt giữ vì lên tiếng ôn hòa trên mạng xã hội. Gần như những cuộc biểu tình lớn ở Việt Nam trong những năm gần đây đều có yếu tố Trung Quốc. Ngày 9 tháng 12 năm 2007, hàng trăm người đã tập trung biểu tình chống Trung Quốc tại cả Hà Nội và Sài Gòn phản đối việc Trung Cộng sáp nhập hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam vào đảo Hải Nam của Trung Quốc, lập nên thành phố Tam Sa. Tại Sài Gòn, bản tuyên cáo của người Việt Nam yêu nước được ký bởi hơn 3.000 người, có sự tham gia của giới văn nghệ sĩ, trong đó có nhạc sĩ Tuấn Khanh. Sáng ngày 29 tháng 4 năm 2009, một cuộc biểu tình tại Hà Nội nhằm phản đối sự kiện rước ngọn đuốc Olympics Bắc Kinh đã bị dập tắt nhanh chóng. Nhiều người bị bắt chỉ khoảng 15 đến 20 phút ngay sau thời điểm bắt đầu. Ngày 5 tháng 6 năm 2011, biểu tình nổ ra ở cả Hà Nội và Sài Gòn. Những người tập trung trước tòa đại sứ Trung Quốc yêu cầu Bắc Kinh tránh xa các vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Nguyên nhân là do sự kiện một tàu hải giám Trung Quốc cố ý cắt cáp thăm dò của tàu Bình Minh 2 thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam khi con tàu đang tiến hành các cuộc khảo sát dầu khí ở Biển Đông. Liên tiếp những ngày cuối tuần sau đó, Hà Nội liên tục biểu tình phản đối Trung Quốc cho đến đầu tháng 8 năm 2011 khi mà chính quyền Việt Nam thẳng tay đàn áp bắt bớ người tham gia biểu tình. Mùa hè năm 2012, hàng ngàn người đã xuống đường tại Hà Nội và Sài Gòn để phản đối Trung Quốc mời thầu dầu khí trong vùng biển Việt Nam và quyết định để thành phố Tam Sa quản lý Hoàng Sa và Trường Sa. Năm 2014, các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan dầu khí HD981 diễn ra trong tháng 5 tại nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó có Hà Nội, Sài Gòn, Huế, Đà Nẵng, Bình Dương, Thanh Hóa. Đa số các thành phố, những cuộc biểu tình đã diễn ra ôn hòa, thu hút hàng ngàn người tham gia. Tuy nhiên, một số cuộc biểu tình tại Bình Dương và Hà Tĩnh đã dẫn đến bạo động, phá hoại tài sản nhắm vào các công ty có tiếng Trung Quốc, bao gồm cả Đài Loan, Singapore hay cá biệt là Hàn Quốc đang hoạt động tại Việt Nam. Sau vụ việc này, chính quyền Việt Nam đã đàn áp thẳng tay những người tham gia biểu tình, bắt bỏ tù ít nhất 3 nhà hoạt động thuộc Hội Anh em Dân chủ đang quay phim chụp hình đoàn biểu tình. Một cuộc biểu tình công khai và hơn thế là một cuộc biểu tình rộng rãi nhằm phản đối Trung Quốc do chính quyền phát động vào thời điểm này liệu có thành công?
Đó là một ẩn số lớn trong cái phương trình hỗn tạp, vừa là đồng chí bốn tốt, vừa giành giật miếng ăn dầu khí trong quan hệ Việt-Trung. Trong nhiều cuộc họp khẩn cấp nhằm đối phó với vụ tàu thăm dò địa chất Hải Dương 8 được hộ vệ bởi nhiều tàu hải cảnh Trung Quốc xâm nhập vào biển bãi Tư Chính từ đầu tháng 7 năm 2019 đến nay, đã có phương án dự định sẽ tổ chức biểu tình phản đối Trung Quốc. Phương án này nhận được ý kiến ủng hộ chủ yếu từ các cơ quan mặt trận dân vận đang được trên cân nhắc. Tuy nhiên, tổ chức biểu tình như thế nào, hẹp hay rộng, chỉ huy các thành phần cốt cán như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Phụ nữ hay huy động không giới hạn quần chúng nhân dân tổ chức ở vài đô thị chính như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay ở tất cả các tỉnh thành vẫn đang là những vấn đề bàn cãi. Một số tờ báo nhà nước đã được cài số để sẵn sàng khua kháng các tầng lớp nhân dân chuẩn bị cho một cuộc tổng xuống đường bảo vệ Tổ quốc. Nhưng ngay trước mắt, kịch bản có vẻ chiếm ưu thế là tổ chức meeting trong hội trường, sau đó tùy tình hình mà có đưa cuộc meeting đó lên truyền hình hay không. Cũng như cái cách mà tổ chức meeting trong hội trường Nhà văn hóa thanh niên ở Sài Gòn năm 2014 và cuộc meeting khác trước Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh khi nổ ra sự biến giàn khoan Hải Dương 981 năm 2014. Nhưng tất cả chỉ có thể tức ai đến meeting thì chỉ ngồi hoặc đứng chôn chân ở một chỗ, không có tuần hành hay biểu tình gì hết. Còn bây giờ, trong cơn khốn quẫn của Đảng trước bạn vàng, nguồn tài nguyên vô tận là quần chúng nhân dân lại được ngó ngàng. Tuy thế, phương án tổ chức biểu tình rộng rãi hoặc nói trắng ra là biểu tình quậy với thành phần cốt cán là hội đoàn quốc doanh để lôi kéo số đông người dân đi theo nhằm gây áp lực buộc Trung Quốc phải rút tàu khỏi Biển Đông, chẳng có gì bảo đảm là sẽ không bị thế lực thù địch lợi dụng. Ý kiến lo ngại này thường thuộc về cánh công an và những quan chức đã nhìn đâu cũng thấy địch. Vậy là phương án chủ động tổ chức biểu tình gặp phải chốt chặn. Bàn tới bàn lui vẫn chẳng ra được phương án nào đỡ bế tắc hơn. Câu chuyện tuần hành phản đối Trung Quốc đang trở về bầu không khí của thói lấp ló vừa nói vừa run vào năm 2011, thời điểm đã nổ ra đợt biểu tình phản đối Trung Quốc đầu tiên sau vụ tàu Bình Minh 2 của Việt Nam bị tàu lạ cắt cáp. Khi đó thậm chí đã xuất hiện một văn bản không số, không dấu, không chữ ký và cực kỳ không chính danh từ phía Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhằm huấn thị cơ chế biểu tình tự phát của xã hội dân sự và dân chúng. Nhưng văn bản này đã lập tức trở thành trò cười của thiên hạ. Tuy nhiên, điều có vẻ lạ lùng đối với chính quyền là vào năm 2019, sự thể đã trở nên khác hẳn. Bất chấp vụ Hải Dương 8 đã kéo dài cả tháng trời, vẫn không có bất kỳ lời phát động, bất kỳ tổ chức xã hội dân sự nào ở trong nước về tổ chức biểu tình chống Trung Quốc. Trong khi đó, và còn hẳn y nguyên não trạng hèn với giặc ác với dân, các hàng rào kẽm gai được công an và các lực lượng dân phòng, dân quân dựng lên tua tủa trên các đường phố chính ở Hà Nội và Sài Gòn, cùng với đàn bầy chó ngao hơm sẵn ở các góc phố sẵn sàng xô ra cắn xé những người biểu tình tự phát. Thế nhưng công an đã hoài công mà chẳng phát hiện ra bóng dáng âm mưu biểu tình hay người biểu tình và những người phản động nào đi ra biểu tình chống Trung Quốc. Lòng yêu nước của nhân dân đã bị lợi dụng và bị phản bội. Đó là nguồn cơn chính yếu mà các tổ chức xã hội dân sự, giới đấu tranh dân chủ, nhân quyền phẫn nộ nêu ra, để họ sẽ không tham gia vào bất kỳ cuộc biểu tình hay meeting nào phản đối Trung Quốc do chính quyền Việt Nam làm đầu trò. Từ nhiều năm qua, hầu hết các cuộc biểu tình tự phát chống Trung Quốc của người dân Việt đã bị chính quyền và công an đàn áp thẳng tay, đánh đập dã man và bắt bớ tràn lan với lý do mọi việc đã có đảng và nhà nước lo. Đừng ngạc nhiên và nghĩ người dân thờ ơ, chỉ ở cái xứ sở này thì chính quyền mới có cái kiểu hành xử quái gở như những năm qua. Dân xuống đường biểu tình chống tàu Trung Quốc cắt cáp, quang đánh chống giàn khoan HD981 hạ đặt trái phép, đánh dân biểu tình phản đối Formosa bảo vệ biển, đánh lên gối xuống trỏ, đánh vỡ mặt mũi dân quẳng lên xe tàn nhẫn như đối với những con vật, dùng cả báo chí chụp mũ họ là những thành phần phản động gây rối trật tự công cộng. Facebooker Đoàn Bảo Châu cay đắng tổng kết.
Vậy thì vào lúc này, trong tình thế nguy ngập từ bạn vàng 4 tốt 16 chữ vàng Trung Quốc và không biết bao giờ tàu Hải Dương 8 mới chịu rút khỏi bãi Tứ Chính, thậm chí còn có thể xảy ra kịch bản Trung Quốc kéo luôn một dàn khoan khổng lồ vào khoan dầu tại khu vực này. Đảng và nhân nước ta hãy lo đi. Xã hội dân sự và những gương mặt trong đó lại chính là đại diện của một bộ phận không nhỏ người dân về tâm trạng bức bối của Trung Quốc và cả phản kháng vô số bất công của chính quyền Việt Nam. Trong bối cảnh mạng xã hội với hơn 70% dân số Việt Nam tham gia và được thông tin và dẫn dắt chủ yếu bởi giới xã hội dân sự chứ không phải bởi các cơ quan chính quyền, việc hầu hết những người hoạt động dân sự tẩy chay hình thức biểu tình hoặc meeting phản đối Trung Quốc do chính quyền tổ chức cũng có nghĩa là lôi kéo một số đông người dân tẩy chay theo. Một cuộc biểu tình quá muộn màng nếu có do chính quyền tổ chức để lên dây cót cho các lực lượng quân sự và công an bị xem là chết lặng trong nỗi sợ hãi trước kẻ thù, sẽ chỉ có quần chúng nhân dân là người của những hội đoàn cánh tay nối dài của đảng được đảng trả lương để đứng ra hô khẩu hiệu qua quýt với bộ mặt thản nhiên, xong ai về nhà nấy. Còn tàu Trung Quốc vẫn ung dung ngự trị ngay trước mũi bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam như một thách thức không thèm che giấu. Trong lúc đó, cái khó bó cái khôn và bó cái ngu. Bất chấp lối tuyên truyền tự sướng về Việt Nam có chẵn một tá đối tác chiến lược, bao gồm cả đối tác chiến lược toàn diện quan trọng nhất Trung Quốc, theo cách ca tụng chưa biết đứng đá biết quỳ của giới cho bù Việt Nam, duy nhất Hoa Kỳ là quốc gia tỏ thái độ ủng hộ Hà Nội trong vụ Hải Dương 8, cũng như Quốc hội Mỹ đã là địa chỉ duy nhất tung ra bản nghị quyết lên án Bắc Kinh can thiệp thô bạo vào Biển Đông trong vụ Hải Dương 981 năm 2014. Chưa bao giờ chính thể độc đảng Việt Nam cùng thói đu dây ngả ngớn đến mức ung thư di căn của nó bị cô độc như lúc này trên trường quốc tế. Vậy đó, đảng muốn lo thì lo đi, rồi xem kẻ nào sẽ vỡ mặt. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại bình luận góp ý để giúp cho chương trình của chúng tôi phát triển tốt hơn. Xin hãy bấm vào nút chia sẻ để chia sẻ thông tin đến với nhiều người được biết hơn. Xin hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên của kênh và bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.